Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này có những chuyện bạn sẽ không bao giờ lý giải được. Mỗi người đều có những trực giác và cảm nhận được mọi chuyện theo những cách khác nhau. Thông thường nếu như trong cuộc sống xảy ra những chuyện không may, thì có những người cảm thấy bồn chồn, tim đập mạnh hay thậm chí cảm thấy quay cuồng, khó chịu trong lòng, nằm mơ thấy ác mộng. Đó là những chuyện không suôn sẻ. Còn đối với điểm lành thì như thế nào? Xét về nhiều góc độ, từ nhân tướng học đến tâm linh học, nếu như trên cơ thể bạn xuất hiện những đặc điểm lạ lùng này thì đó là dấu hiệu của sự may mắn. Không những thế, những điều này còn giúp bạn biết được điều tốt lành đang dần hiện ra trước mắt. Việc cần làm chính là tiến về phía trước, nắm bắt lấy và tận hưởng chúng một cách trọn vẹn. Cùng xem đó là những đặc điểm lạ lùng gì trong chương trình ngày hôm nay nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi nghe Bảo Hân chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Quý vị thân mến, vì sao trên thế giới có rất nhiều người thích chơi xổ số? Bởi họ luôn hy vọng có một ngày mình được đổi đời nhờ những tờ vé số. Xổ số Vietlott dù mới xuất hiện trên thị trường nhưng đã thu hút một số lượng không nhỏ lượt người chơi. Để biết số mình sắp tới có trúng xổ số hay không thì bạn hãy xem xét mình có nhận được những điểm báo may mắn dưới đây hay không. Tai trái có những lúc cảm thấy rất ngứa. Nếu như bạn hay có cảm giác bên trong tai rất ngứa, như vậy rất có thể là điểm báo may mắn bạn sắp nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Ngoài ra thì theo nhân tướng học, kích thước của mũi cũng cho biết mức độ giàu nghèo của bạn. Mũi chiếm vị trí ngay chính giữa mặt. Mũi xấu hay đẹp không chỉ liên quan tới thẩm mỹ, mà mũi còn là cung tài lộc, có thể dự đoán tài vận của một người. Nếu mũi của bạn to và thẳng thì bạn là người khá may mắn, tài lộc hanh thông, chủ nhân giải thưởng jackpot trong kỳ quay sắp tới hứa hẹn sẽ là bạn. Vị trí giữa lông mày trái và bầu mắt có cảm giác ngứa ngáy. Lông mày cũng là một vị trí quan trọng cần lưu ý trong thuật xem tướng, dựa vào đó có thể suy đoán được vận thế và tài vận của một người. Nếu thấy vị trí giữa lông mày trái và bầu mắt bỗng dưng thấy ngứa thì có thể lúc đó vận may sắp mỉm cười với bạn. Bạn sẽ thu được một khoản tiền vô cùng lớn. Bên cạnh đó thì bạn cần chú ý tới tư thế ngủ. Nếu không cẩn thận sẽ tự mình đánh mất may mắn của mình. Nằm ngủ không chính giữa giường, không ngay ngắn không phải là tác phong của một người có tiền. Không chỉ lúc thức mà cả lúc ngủ cũng phải đẹp, phải tỏ rõ uy quyền. Vậy nên nếu nằm ngủ không đúng tư thế thì bạn sẽ tự đánh mất cơ hội may mắn, thật là đáng tiếc. Thấy ngứa vùng rốn. Bất chợt bạn cảm thấy vùng rốn ngứa kinh khủng thì rất có thể bạn sắp gặp may đấy. Hơn thế nữa thì phần eo của một người cũng biểu thị tài vận của người ấy. Người nào chăm chỉ, vận động nhiều thì vùng eo mềm mại, tài lộc tiến. Hãy nhớ rằng may mắn không bao giờ mỉm cười với kẻ lười biếng. Chỉ cần có một trong ba điểm báo may mắn này là bạn đã rất may mắn rồi. Còn nếu có cả ba thì hãy nhanh chóng mua Vietlott đi. Ngoài những dấu hiệu trên cơ thể báo hiệu sự may mắn trong việc trúng số thì còn có những điểm báo trên cơ thể đem lại may mắn cho bạn từ công việc cho đến cuộc sống. Lòng bàn tay đột nhiên hồng hào. Nếu như một ngày ngủ dậy bạn đột nhiên thấy lòng bàn tay của mình dày dặn và hồng hào hơn thì đó chính là một dấu hiệu vô cùng may mắn. Trong thời gian sắp tới thì bạn sẽ được quý nhân ghé thăm, mang tới cho bạn nhiều tài lộc, khiến cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi vô cùng viên mãn. Một người đột nhiên thấy lòng bàn tay hồng hào, có những đường màu đỏ hiện rõ, đó chính là đường tài vận cũng như tình duyên vô cùng tốt. Một người có hai bàn tay hồng nhuận, lại vừa có đường tài vận tốt thì sẽ có thêm nhiều của cải. Đốt thứ hai của ngón cái xuất hiện nhiều đường vân. Nếu như một ngày bạn chợt phát hiện ra rằng ở đốt thứ hai ngón tay cái của mình xuất hiện rất nhiều đường vân khác nhau thì đó chính là dấu hiệu bạn càng ngày càng gia tăng tài phú. Cuộc sống của bạn từ nay sẽ vô cùng giàu có viên mãn, chẳng mấy khi phải lo nghĩ tới tiền bạc. Trong thời gian sắp tới thì bạn sẽ có nhiều tin vui hỷ sự trong nhà. Nếu bạn là người làm ăn kinh doanh thì sẽ có quý nhân tìm tới đưa cho bạn những bản hợp đồng béo bở kiếm được bộn tiền. Mắt trái giật liên hồi. Theo góc độ tâm sinh lý học, mắt trái và mắt phải giật liên hồi là dấu hiệu của vấn đề làm việc quá mệt mỏi, căng thẳng, cần được nghỉ ngơi.
Nhưng ở góc độ tâm linh thì đây lại là dấu hiệu của những điểm báo trước. Đặc biệt nếu bạn cảm thấy mắt trái giật liên hồi thì chứng tỏ đây là điểm may mắn sắp đến với bạn. Công việc của bạn sắp có tin vui, được tăng lương, thăng chức hoặc là có một cơ hội nào đó. Nhiều người đã từng được bạn giúp đỡ trước đây thì sẽ tương trợ bạn. Và chỉ vài ngày nữa thôi thì tin vui sẽ đến, cơ hội kiếm tiền càng nhiều. Chuyện tình duyên cũng sẽ vô cùng rực rỡ. Hôn nhân của bạn đang viên mãn, vui vẻ, nhận được nhiều sự yêu thương từ người bạn đời. Người chưa có gia đình thì gặp được nhân duyên như ý. Sắc mặt và thần thái sáng bừng. Sắc mặt và thần thái của một người không chỉ giúp họ nhận ra được tình trạng sức khỏe mà còn có thể biết được vận may trong tương lai như thế nào. Đối với những người phải đối mặt với căng thẳng, phiền não, sắc mặt sẽ đột nhiên tối sầm, ấn đường nhợt nhạt, nhìn chung cả gương mặt đều tái nhạt đến bất ngờ. Tuy nhiên nếu như sau một đêm ngủ dậy, bạn chợt thấy sắc mặt dần thay đổi, ánh mắt long lanh và tinh anh, nhìn vào gương cảm thấy được một sức sống mãnh liệt đã tỏa ra thì xác định bạn sắp gặp được nhiều may mắn trong thời gian ngắn nhất. Đặc điểm này cho thấy tâm trạng bạn đang dần tốt lên và cơ hội tốt đang chờ trước mắt. Chỉ cần dũng cảm tiến về phía trước nắm bắt thì có khả năng tạo được khối tài sản mơ ước. Lông tơ trên nốt ruồi nào đó dài ra bất ngờ. Theo nhân tướng học thì nốt ruồi trên cơ thể mỗi người đều có liên quan đến sự giàu có, sự nghiệp và hôn nhân. Hình dáng nốt ruồi cũng có nhiều loại, nhưng nếu trên nốt ruồi có lông tơ thì đó là hiện tượng hiếm hoi. Nếu như lông tơ ở nốt ruồi nào đó trên cơ thể đột nhiên dài ra bất thường thì đó là dấu hiệu của sự giàu có và may mắn trong tương lai gần. Những người có đặc điểm này thì thường sẽ gặp nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc. Mọi kế hoạch chuẩn bị thực hiện trong thời gian ngắn sẽ suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ. Không những thế thì tài vận cũng chuyển biến tích cực, có khả năng làm giàu chỉ sau một đêm. Quý vị thân mến, không phải tất cả dấu hiệu nào trên cơ thể đều báo hiệu điểm may mắn đến. Có những dấu hiệu trên cơ thể mang đến điểm cực xui xẻo, thậm chí là đại hạn cho bản thân và cả gia đình. Vậy đó là những dấu hiệu nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình để có thể có cách nhận biết và hướng giải quyết phù hợp. Mí mắt sưng mọng. Theo nhân tướng học thì khoảng cách từ phía dưới lông mày xuống mắt chính là cung điền trạch, biểu hiện cho cải vật chất của một người. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt, nếu sáng thức dậy mà thấy mắt khó mở, mí sưng mọng khiến cho mắt bên to hơn mắt nhỏ. Theo nhân tướng học thì khoảng cách từ phía dưới lông mày xuống mắt chính là cung điền trạch, biểu hiện cho của cải vật chất của một người. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt, nếu sáng thức dậy mà thấy mắt khó mở, mí sưng mọng khiến cho mắt bên to bên nhỏ thì đây chính là dấu hiệu cực xấu. Dấu hiệu này cho thấy bạn không chỉ bị ảnh hưởng sức khỏe mà đường tài lộc cũng lên xuống thất thường, dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại dẫn tới mất của cải, thậm chí là phá sản. Đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện nốt ruồi. Phía đôi mắt còn được gọi là cung vợ chồng hay cung tử tức. Nếu đôi mắt xuất hiện nốt ruồi, đồng nghĩa với việc bạn sẽ gặp những bất trắc trong chuyện tình cảm, đôi bên dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã. Tài sản cũng đội nón ra đi sau mỗi lần cãi vã. Do đó thì bạn cần phải dành nhiều tình cảm để vun đắp cho tình yêu của mình, tránh bất hòa xảy ra. Lông mày, mái tóc khô ráp. Nếu bạn phát hiện lông mày, tóc, thậm chí là má bỗng nhiên khô ráp, thiếu sức sống thì rất có thể bạn sẽ gặp điểm xấu về chuyện tiền bạc. Đặc biệt là tóc vốn đang suôn mượt bỗng nhiên vừa khô vừa cứng chính là dấu hiệu của sự phá tài. Bạn nên cẩn thận trong mọi việc, nhẹ thì bị thất thoát tiền bạc, nặng sẽ biến thành tranh chấp kinh tế với người khác, thậm chí dính dáng đến cả pháp luật. Đầu mũi đỏ ửng, bất ngờ mọc mụn hay nốt ruồi. Xem tướng khuôn mặt, mũi thuộc cung tài bạch, đại diện cho tài lộc của mỗi người. Khi mũi có vấn đề đồng nghĩa với việc tài lộc của bạn cũng sẽ gặp rắc rối. Mũi đỏ ửng là điểm bạn sẽ vướng phải tranh chấp với người khác, gặp rắc rối trong việc đầu tư kinh doanh. Cần cẩn thận hoặc giảm bớt các hoạt động làm ăn chung cho đến khi mũi trở lại bình thường. Tương tự thì mũi bỗng nhiên bị thương, mọc nốt ruồi hay mụn cũng được coi là điều bất thường, ảnh hưởng xấu đến tài lộc. Nếu như xuất hiện các dấu hiệu này thì rất có thể có khả năng bạn sẽ thất thoát tiền bạc, làm ăn thua lỗ. Thời gian này thì cần phải hết sức thận trọng, đề phòng khi có ý định hợp tác, đầu tư làm ăn với ai đó, dù là bạn thân hay người trong nhà, để đề phòng bất trắc. Lông mũi thò ra ngoài. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt thì lông mũi thò ra ngoài là điểm báo xấu. Báo trước bạn sắp gặp chuyện xui xẻo như gặp tai nạn, đánh mất tiền bạc, gặp rắc rối với người xung quanh. Những lúc này thì bạn cần cẩn thận các kế hoạch đầu tư và kinh doanh. Tốt nhất là không làm việc gì liên quan đến tiền bạc, tránh để tiền, mồ hôi và nước mắt của mình rơi vào tay kẻ khác.
Vùng trán bất ngờ xuất hiện nhiều mụn. Trán còn được gọi là cung quan lộc, đại diện cho tiền tài và sự nghiệp của mỗi người. Xuất hiện nhiều mụn nhọt ở đây là một trong những tín hiệu cho thấy chủ nhân sắp gặp xui xẻo. Ngoài ra thì đây còn cho thấy công việc gặp nhiều trở ngại, tiền đồ sự nghiệp đang xuống dốc. Nếu đang có ý định làm việc gì quan trọng thì hãy rời quyết định sang một thời điểm khác nhằm tránh bị thất bại nặng nề. Gò má ửng đỏ bất thường. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt, gò má có nhiệm vụ bảo vệ cho cung tài bạch là mũi. Chính vì vậy sự thay đổi bất thường có gò má cũng ảnh hưởng đến tài vận của mỗi người. Gò má trong ngũ hành lại ứng với kim, nếu gò má ửng đỏ là tướng hỏa khắc kim. Thiếu bảo hộ chắc chắn cung tài bạch sẽ gặp điểm xấu, ảnh hưởng đến tiền tài, công việc, kinh doanh của bạn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh. Và đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.